dâng lên đắng trà, quả thực dâng lên lòng tin con mãi thấy như Chúa Thiên Đề mẫu kỷ trung hề. Đường chân mưa yêu chính vì ở trên trời dù chỉ một phương. Trong sáng như gương lòng người, trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang cõi đời. Mày đã tốt tươi duyên hoa, mày đã tốt tươi hình dáng hiểu điệu miệng cười như tiệc mở không dung chọn ngày lành. Tiệc mở không dung con thỉnh tam tòa tiên thánh công đồng mẫu chắc giang đàn duyên. Thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ tiên tiên sắc phong chế thắng sẽ đoàn ra ngự mẹ. Vân quê phủ xây vân các thôn quê nghĩa hưng thiên bản đi nhà đi cải chân sơn thanh gió mẫu đệ nhị địa tiên cũng thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên tích sư hiển thánh trong đền sau học sơn. Mùng ba tháng thìn giờ dần, ngày mùng ba tháng thìn xe loan sớm lành cõi tiền ai tưởng xe loan thánh giá thành mẫu đệ tam cung tình mời thành mẫu xích lân thần nữ đèn thì hoa. Giới định chân nhang phần khởi xung tiên thượng tín chủ kiện thành nhật tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luôn tức viên mãn tập phương nhật ra dù biến đạt tiêu tài chưa ô nhang cũng dạng bồ tát ma tát nam mô nhang cũng dạng bồ tát ma tát nam mô nhang cũng dạng bồ tát ma tát khai quang dòng nhang thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tầng cung gia kỳ phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng phật dần từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đinh lễ dòng nhang tập cờ diệu khai quang tỏ chiếu đàn soạn thánh giá lệnh truyền ra đức tâm triều đình khâm sai vâng vâng lạy nhân triều đình vâng quyền thượng đế giang sinh họ cho chẳng mùng 10 tháng
Thái quang long nhan thập kỳ diệu quang miên chiếu đàn duyên, ngã tích tăng cúng dàng kim phụng hoàng thân cận, thánh chúa tiên trùng phương. Ta đang tâm sớm từ bi mẫn chúc sinh vô tác kim đinh lệ, long nhan thập cờ diệu thái quang và chiếu đàn duyên. Sớ điệp dâng lên thương ai, sớ điệp dâng lên thánh ông tông đối, chúa phi cho tượng phi cho trần si. Vòng càn khôn vũ trụ thái sinh vốn xưa.
miên cái nhạc phù rực rỡ xanh mãnh ra vào ra hiệu lệnh vòng đào đón rước thổ man mèo sau trước phụ tâm ơn thanh mẫu sơn nương đập chỉ bốn phương.
đèn thanh đồng y tuông yên bái sư vào nhà nữ tắc tài hoa nát hương dòng dõi lê già mà đi dần xa xa gần xa về vui cùng ấm ngọt đồ cho chúng dân
ông lộc cho lắm về đây cho nhiều, bạn cho thịnh đồng dài được xa kiều. Bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thánh đồng còn nhang khói phục thờ. 30 mùng 1 mười linh hôm dòng, 30 mùng 1 hôm dòng 14. Đi ngã từ phố kép đi
chúc ba điểm phân nê tô cha. Tay cầm đàn tinh níu na níu đường phán ra trầm tiếng khác thường. Sắm xanh sướng lễ thỉnh mời chúa tiên, dù ai mắc phải tiền duyên đinh. Thank you.
thánh anh linh. Thank you.
tới đâu cò đón hoa tròn. Chúa về bách điều sớm chiều và vàng, tay Chúa cười mỉm bạc rực vàng, đem cho chăm họ giàu sang đời đời, đem cho chăm họ đời đời giàu sang. Lộc tài Chúa mới ban ra, bốn phương hội họp để đặng tháng ngày, ban cho thanh đồng kiệt tốt của dày ơi. Cửa Chúa bà
thành tâm thịnh trước an tiên, nguyện xin tiên chúa chú về chú mới phán xa độ cho các ghế mặn mà thanh thanh cao độ cho dáng vẻ hồng tứ thời bát tiết người nào cũng xinh. Thank you.
phải đạo chúa tôi trên thuận lòng trời dưới đẹp lòng sân hội đồng ngày ba phủ nghiêm quân ngũ phương bàn cảnh giáng để chứng minh.
đời số sinh số tử trên đời. Một tay quan viên xếp chẳng sai số nào, kỳ diệu quán miên chiếu đan duyên ngã tích tăng cung giang kim phục hoàng thật cẩn thánh chúa tiên trùng phương ta là phân giới từ bi mẫn chúng sinh cung ngã kim đinh lễ trong nhang thầm cờ dược khai quang và chiếu đàm duyên văn sứ dâng nên thương nay văn sứ dâng nên trình quan giám sát chùa phê cho tưởng phi cho thần trà xin nhị tự giám sinh phê cho nhị tự giám sinh chữ phú chữ quỳ càng đinh thọ thần phi cho xung quanh ta.
ngọt ngọt Nam Sơn kiều dĩ lòng ý thanh 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 chi thủy chiếu trần tâm non chi cao hệ thủy tự thân đây thật chốn thì bông nai ngắt dây họa phúc cân người tội công